Hôm nay thì bài giảng có liên quan tới cái nếp sống đạo của chúng ta. Có một cái câu chuyện mà một trong những câu chuyện trở thành mẫu mực ở trong Kinh Thánh, đó là câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng biết một lần trong đời đã nghe qua, đó là ông tiên tri Daniel đã bị quăng vào hang sư tử. Và điều đặc biệt nữa đó là ông đã có một cái sứ điệp từ trong hang sư tử. Cái lúc mà tự nhiên tôi suy gẫm lời Chúa, thì bao nhiêu lần tôi đọc Kinh Thánh thì tới cái chỗ này thì chúng tôi dừng lại và suy gẫm trong cả tuần lễ qua. Chúng ta có nghe nói sư tử Hà Đông phải không? Bao nhiêu những cái sư tử Hà Đông chung quanh. Ở đây tôi không có ý nói điều gì, nhưng mà nói đến cái sự hoạn nạn á, có nhiều người thì than vãn sao tôi gặp chuyện này chuyện kia không thua gì ở trong hang sư tử Hà Đông. Daniel cũng ở trong hang sư tử, và ở trong đó thì ông đã có một cái sứ điệp. Từ dưới đáy hang sư tử, ông vua ở trên ra vẻ vọng thiểu não, bởi vì ông ta lo lắng là người bạn thân của mình đó đã bị sư tử xé xác rồi. Thì ông ở trên vọng xuống hỏi rằng: hỏi Daniel, người còn sống chăng? Hỏi cho có vậy thôi, chứ biết rằng bây giờ chắc chỉ còn vài mảnh xương để lại thôi. Nhưng mà không ngờ ở dưới vọng lên một cái tiếng. Và tiếng gì? Cái tiếng nói đó ở trong cái bài giảng mà chúng ta sẽ nghe buổi sáng hôm nay, nó trở thành cái sứ điệp cho chúng ta, khích lệ chúng ta. Trong cái bài giảng này, tôi muốn đưa đến một cái thông điệp cho tất cả quý vị, quý bạn, chị em. Đó là hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ làm sao để ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta, ở trong xã hội của chúng ta. Chúng ta thấy một cái tình bạn giữa ông vua Darius, cái ông vua lúc bấy giờ. Daniel thì trải qua tới ba đời đời vua ông phục vụ lần. Cho đến khi mà cái câu chuyện này xảy ra thì người ta phỏng chừng Daniel đã ngoài 70 rồi. Bằng tuổi bà nội, hallelujah, bằng tuổi má của tôi đó, 82, 80 ngoài. Nhưng mà ông đã trải qua những cái kỳ kinh khủng nhất ở trong cái tuổi cao đó, cũng giống rất giống một vị tổng thống hiện nay, cũng ngấp nghé tuổi đó và ông cũng phải trải qua những cái thử thách như vậy. Tuyệt vời lắm quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây đó là ông tiên tri Daniel, ông đã có một cái tình bạn đối với ông Darius, vị vua người Ba Tư, bây giờ gọi là người Iran bây giờ đó, 3.000 năm trước. Và ông đã ảnh hưởng tới cả cái quốc gia đó bởi cái niềm tin, bởi cái lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Và cái sứ điệp của ông từ dưới cái hang sư tử, từ cái chỗ mà nguy hiểm nhất, để mà dạy cho cái vị vua đó, cho cả dân tộc Iran lúc bấy giờ là Medi Ba Tư đó, biết kính sợ Đức Chúa Trời. Và hãy xem ông vua đó nói gì nữa. Ông vua đó đã bắt tất cả thần dân phải biết kính sợ Đức Chúa Trời của Daniel. Vâng, ta không nói nhiều nữa, mời quý vị cùng đọc ở trong lời của Chúa. Sách tiên tri Daniel đoạn 6, câu 1 tới câu 5, câu 10, câu 11, câu 19 cho đến câu 22. Xin chúng ta cùng đứng và chúng ta hướng về Chúa và lời của Chúa, chúng ta cùng đọc đồng thanh với nhau qua những câu kinh thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Darius lấy làm hài lòng, bổ nhiệm 120 thống đốc cai trị trên cả vương quốc của ông. Các thống đốc ấy ở dưới quyền của ba quan đại thần, và Daniel là một trong ba vị đó. Các thống đốc phải chịu trách nhiệm với ba quan đại thần đó để vua không bị thiệt hại gì. Lúc ấy Daniel nổi bật hơn hai vị đại thần kia và các vị thống đốc, vì thần trí phi phàm ở trong ông. Do đó vua có ý muốn lập ông làm tể tướng và tể tể trị vị vì trên cả vương quốc. Vì thế các đại thần và các thống đốc đã tìm mọi cớ để bắt lỗi Daniel về những việc triều chính, nhưng họ chẳng tìm được một lý cớ nào, vì ông là một người trung thành, không tham nhũng, không có lỗi lầm gì. Cuối cùng những người ấy nói với nhau: chúng ta không thể tìm ra lỗi lầm nào của ông Daniel này hầu tố cáo ông ấy cả, trừ phi chúng ta đi tìm những sơ hở của ông ấy trong việc xử luật của Đức Chúa Trời của ông ấy. Lúc đó, sau khi Daniel biết văn bản của sắc luật đã được vua ký,
Ông về nhà, lên phòng, trên lầu, nơi có các cửa sổ, mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn thường làm từ trước đến giờ. Bây giờ, những người ấy kéo nhau đến nhà ông. Họ thấy Daniel đang cầu nguyện và kêu xin trước mặt Đức Chúa Trời của ông. Sáng hôm sau, vua thức dậy thật sớm và vội vàng đi đến hang sư tử. Khi đến gần hang, ông cất tiếng gọi Daniel với giọng rất bi thương. Vua cất tiếng và nói với Daniel: "Hỡi Daniel, tôi tớ Đức Chúa Trời hàng sống. Đức Chúa Trời đấng ngươi hàng thờ phượng có thể giải cứu ngươi khỏi các sư tử chăng?" Bây giờ Daniel trả lời với vua: "Tâu hoàng thượng, kính chúc hoàng thượng sống vạn tuế. Đức Chúa Trời của hạ thần đã sai thiên sứ của ngài đến bịt mồm các sư tử, vì thế chúng không làm gì hại đến hạ thần, vì ngài đã thấy hạ thần vô tội trước mặt ngài và trước mặt hoàng thượng cũng vậy. Tâu hoàng thượng, hạ thần đã chẳng làm điều gì sai." Xin mời quý vị cùng an toàn. Quý vị có thích cái bản kinh văn này không? Vâng, đây là bản dịch năm 2011 của một sư Đặng Ngọc Báu. Tôi thích đọc cho kỹ hơn về những cái phần dịch lại rất là rõ ràng. Và nếu chúng ta đọc bản văn cũ thì nó không có rõ như ở trong cái bản văn này. Sứ điệp từ đáy hang sư tử. Quý vị về, quý vị đọc hết cả đoạn 6. Tuyệt vời lắm quý vị, lời của Chúa. Khi tôi nghe cái audio này cách đây 27 năm hay 25 năm trước á, thì tôi cũng đã khóc rất là nhiều, bởi vì sao nó trở nên mạnh mẽ trong đời sống của mình quá. Và hôm nay thì tôi mới được cơ hội để chia sẻ cái sứ điệp này từ cái bản văn mà chúng ta vừa mới đọc. Thật là cảm động về tình yêu của Đức Chúa Trời, quý vị. Sứ điệp từ đáy hang sư tử. Một người yêu mến Chúa lắm, một người kính sợ Chúa lắm, mà phải bị bao nhiêu hoạn nạn xảy ra trên đời sống của ông. Và cái kết lúc này cũng có hậu, quý vị thấy không? Chúng ta đã đọc qua rồi, thật là tuyệt vời. Từ đáy hang sư tử, ông Daniel đã vẫn phát ra thông điệp từ tận cùng của thử thách bất công. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự, vì Chúa ở cùng, giải cứu và vừa giúp chúng ta. Thì trong đoạn kinh văn này rất là đặc biệt, bởi vì cái thông điệp mà ông Daniel gửi đến cho vua Darius đó, nó có 3 điều mà chúng ta cùng học ở đây. Đó là tay Chúa ở cùng, tay Chúa ở cùng chúng ta. Người thuộc về Đức Chúa Trời đó, là người bước theo cái chương trình và ý muốn của Chúa đó, thì ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng biết rằng tay Chúa ở cùng mình. Điều thứ hai là tay Chúa giải cứu mình. Và điều thứ ba là tay Chúa vừa giúp mình. Cho dù phía bên cạnh mình, xung quanh mình có những cái chuyện nó không có vừa ý, nó không có vui, nhưng mà mình biết rằng nếu mà mình xác định mình là người của Đức Chúa Trời đó, mình do giữa cái bầy sư tử á, hoàn cảnh khó khăn nó nói lên Đức Chúa Trời của chúng ta cần bày tỏ cái sự giải cứu của Ngài đó, thì 3 điều này sẽ giúp cho chúng ta vững vàng theo Chúa, không có rơi vào bị trầm cảm, không có rơi vào sự thất vọng và bỏ cuộc trên hành trình chúng ta theo Chúa. Chúng ta sẽ học điều thứ nhất, tay Chúa ở cùng. Để tôi nói hơn rõ hơn cho quý vị về người canh đê mà chúng ta đọc ở trong cái bản văn mới vừa đọc đó. Thì ở đây chúng ta thấy vua Darius lấy làm hài lòng bổ nhiệm 120 thống đốc cai trị trên cả vương quốc của ông. Ở đây ông vua Darius là vị vua thứ 3 mà ở trong cái cuộc đời của ông Daniel. Vua thứ nhất là Nebuchadnezzar. Daniel đã giải mộng cho ông, 2 cái giấc mơ cho ông, và ông đã nhận ra biết rằng vua Nebuchadnezzar nhận biết rằng đây là người có thần linh của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời, cho nên không có cái gì khó quá cho người này. Và ông Nebuchadnezzar cũng đã bái phục, cũng đã biết rằng có một Đức Chúa Trời ở với cái người đàn ông đặc biệt này, người trai trẻ đặc biệt này. Lúc đó Daniel còn trẻ. Cho đến đời ông Belshazzar thì Daniel cũng giải nghĩa bức bàn tay viết trên tường, quý vị nhớ không? Rồi đến ông Darius này đó, thì một cái chuyện xảy ra rất là đặc biệt, đó là cái quyết định của ông vua, bởi vì ông biết rằng ở đây ông Daniel có thần trí phi phàm. Giữa hai ông vua trước, nhưng mà ông Darius này đó, ông là người Medo Ba Tư hay là Medi Ba Tư, tức là người Iran bây giờ nè. Chúng ta nghe nói nước Ba Tư đó là Iran bây giờ đó. Bởi vì người Iran qua cái sự biến cố của cái đêm mà ông vua Belshazzar mà chúng ta đọc ở trong đoạn 5
đoạn 5 đó, cuối đoạn 5 thì nói ông ta bị lật đổ bởi cái bàn tay viết trên tường đó, bởi cái sự kiêu ngạo của bên Sát Sa lấy những cái đồ chén, những cái ở trong đền thờ của Chúa để mà ông đãi tiệc các quần thần, ông khinh dễ Đức Chúa Trời và đại sự kiêu ngạo giống như cha ông. Và trong cái đêm đó thì ông đã được tính sổ, ông ta đã bị mất mạng sống của mình, và Darius chính là người thay thế cho bên Sát Sa tiêu diệt cái đế chế Canh Đê. Người Canh Đê là một cái người ở Babylon cổ và tại xứ Iraq. Chúng ta cũng nên biết lịch sử. Bây giờ họ không còn tồn tại nữa, nhưng mà còn tồn tại nước Iraq. Thì người Canh Đê nằm về phía nam của cái Babylon, nó nằm về phía nam của cái nước Iraq đó. Thì người Canh Đê ở trong 1.000 năm trước Chúa cho đến khoảng 500-600 năm trước Chúa đó, thì họ là một cái đế chế hùng mạnh lắm, gọi là Babylon đó. Thì họ đã bị suy sụp, và người Ba Tư hay là người Iran lúc bây giờ nè đã trỗi dậy, và cái câu chuyện đó được viết ở trong cái khoảng thời gian đó. Chúng ta nắm cái khoảng thời gian đó để chúng ta biết cái công việc của Đức Chúa Trời, cái đồng hồ của Đức Chúa Trời qua người Do Thái như thế nào. Thì ông Darius này, ông có cai trị tới 120 tỉnh, mà một tỉnh là có một thống đốc. Chúng ta cứ coi một tỉnh là một quốc gia, một cái bang. Ở đây thì chúng ta gọi là thống đốc tiểu bang Arizona. Nước Mỹ có 50 tiểu bang phải không? Ở đây tới 120 là. Và gì nữa? Ở đây cũng nói đến là ông ta có 120 thống đốc, thì ông ta có tới 3 cái người tướng, 3 cái người mà gọi là gì? Quan đại thần. Quan đại thần là danh xưng của một cái người, những cái người mà ở trong cái chế độ quan chế đó, là của cái chế độ phong kiến đó. Quan đại thần là một cái người mà được đặt trên tất cả những cái vị thống đốc để mà coi sóc. Thì ông Daniel lại trỗi hơn hai ông kia, và ông được làm tể tướng. Tể tướng là cái người chỉ có sao vua thôi. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Đã, câu chuyện bắt đầu từ đây, thưa quý vị. Những cái người đại thần, những cái không phải đại thần, chỉ có một người là đại tướng. Đại tướng đó là ông Daniel. Và những cái quan đại thần kia đó, thì hai cái quan đại thần kia tìm cách để triệt hạ Daniel. Chúng ta bắt đầu thấy cuộc đời của chúng ta trong câu chuyện này chưa? Thì chúng ta có trong câu chuyện này rồi phải không ạ? Nó xảy ra cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Và điều thứ nhất, khi chúng ta đối diện với những điều này đó, thì chúng ta cần phải nhận ra điều chi? Nhận ra điều gì ở trong cái hoàn cảnh mà Chúa cho xảy ra trong cuộc đời của chúng ta? Thứ nhất, chúng ta biết rằng khi mà tay của Chúa ở cùng chúng ta đó, thì chúng ta sẽ trỗi hơn những người đồng nghiệp của chúng ta, đồng bạn của chúng ta, lối xóm của chúng ta, những người bạn của chúng ta. Tôi không biết quý vị trỗi hơn với họ điều gì, nhưng mà chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Daniel một cái tài trí và sự khôn ngoan hơn người. Ông giải nghĩa được những cái giấc mơ, những cái khái tượng, dị tượng mà những người khác không làm được. Cho đến nỗi mà ở trong câu 3 và ở đây chúng ta thấy lúc Daniel nổi bật hơn hai vị đại thần kia về các vị thống đốc, vì thần trí và phi phạm ở trong ông. Do đó vua có ý lập ông làm tể tướng để trị vì trên cả vương quốc. Bởi vì trước đó đó, chúng ta xem ở trong đoạn 2 câu 47 là cái lời bình luận của ông Nebuchadnezzar, vua vĩ đại của Babylon lúc bấy giờ. Và trong cái thời của ông Darius thì người ta lại nhắc cho Darius ở trong cái thời của bên Sát Sa là con của ông Nebuchadnezzar, trong đoạn 5 câu 11 đó, thì nói rằng người này phải có linh của các thần ở trong người này mới giải nghĩa được những cái câu chuyện như thế này. Chứng tỏ cho thấy rằng Daniel là một cái người hơn những người đồng bạn của mình. Bây giờ chúng ta học được điều gì từ cái chỗ này? Tại nơi chúng ta tham gia hoạt động xã hội ngày hôm nay đó, là cái công việc chúng ta sinh sống, chúng ta có đang trỗi hơn những người đồng nghiệp, bạn bè và hàng xóm của chúng ta không? Và nếu mà trỗi hơn thì chúng ta trỗi hơn về điều gì? Để biết rằng tay Chúa đang ở cùng chúng ta đó, thì chúng ta hãy xem lại chúng ta đang ảnh hưởng gì trên họ. Chúng ta có cái gì khác họ? Thuốc lá, rượu chè, y chang như chúng tôi, đâu có gì khác đâu. Trai gái gì cũng hơn à, đâu có gì khác đâu. Vậy có gì khác? Dĩ nhiên là có khác à. Khác là không có dính mấy cái đó đó. Ít ra chúng ta phải khác những cái điều đó. Cái điều cơ bản là chúng ta không có dính gì mấy cái chuyện của thế gian hết. Đó là cái sự bày tỏ danh của Chúa.
khác à. Ông đó mỗi lần mà tôi nhức đầu cái tôi không biết chạy đi bác sĩ, ông đặt tay ông cầu nguyện cho tôi, không biết ông nói gì đó, người xí xô xí xào gì đó, amen hallelujah, rồi không biết mình cầu nguyện nhiều khi chấp ông tướng rồi cầu nguyện xong rồi cái tôi được lành khác á, quý vị thấy không? Đó là cái điểm khác biệt mà cho biết rằng tay Chúa ở cùng chúng ta. Tự nhiên chúng ta lên lương á, không phải tự nhiên chúng ta giỏi đâu à, bởi vì Chúa ở với chúng ta, bày tỏ ra cái sự khác biệt giữa chúng ta với những đồng nghiệp, rồi chúng ta được thăng chức, chúng ta được ơn trước mặt những người chủ của mình. Hay quý vị làm trong tiệm nail, chúng ta làm trong ngành nail á, à, tôi biết là cái ngành nail với cái ngành tóc á là các, xin lỗi, là thường thì các quý cô biết nhiều chuyện lắm, tôi không nói nhiều chuyện, biết nhiều chuyện lắm, biết nhiều vấn đề lắm, cho nên muốn biết nhiều vấn đề đó thì đi đó chơi chỗ đó. Nhưng mà có một cô này không có giống các cô khác, đó là sự khác biệt, hỏi điều tra ra bởi vì cổ tin lành. Quý vị thấy tuyệt vời không? Chúng tôi cúng kiến đủ thứ á, tới ngày chúng tôi tới ngày tổ của ngành nail, tôi biết ai chế ra ngành nail, ai sáng lập nên cũng có tổ nữa, tới chúng tôi phải cúng, chúng tôi phải làm, người này không có làm gì hết trơn á, nhưng mà sao tôi thấy người này được may mắn hơn chúng tôi, nhiều khách hơn chúng tôi. Đó là sự khác biệt mà Daniel đã có rõ ràng rằng tay Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta đừng ngạc nhiên rằng khi chúng ta được may mắn hơn người khác, có không chỉ là may mắn đâu, mà là tay Chúa ở cùng chúng ta để làm cho chúng ta trỗi hơn những người cùng thời với chúng ta. Đó là câu chuyện mà khích lệ quý vị hãy bình an, hãy tiếp tục kính sợ Đức Chúa Trời và nhắm đi cho Chúa. Tại sao Chúa Nhật chúng ta không đi làm mà chúng ta vẫn có khách, vẫn có khách hẹn để chúng ta có thể chúng ta được may mắn hơn nhiều? Tại sao có những cái nhà hàng họ tin Chúa rồi họ đóng cửa ngày Chủ Nhật, mà ngày trong tuần Chúa cho họ có nhiều khách hàng lắm, họ mở cửa ngày Chủ Nhật thì họ không thu lợi nhiều bằng cái ngày thường? Không có tự nhiên đâu à, bởi vì tay Chúa phù hộ cho những người biết vâng lời Đức Chúa Trời. Và đó là câu chuyện của Daniel, nó không phải là câu chuyện của chúng ta không? Chúng ta thử suy nghĩ nha quý vị. Ê-phê-sô 4:20, nguyện xin Đức Chúa Trời là đấng đang thi hành quyền năng Ngài trong chúng ta, thực hiện mọi sự vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Nhớ rằng mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì có những điều vượt quá chúng ta suy tưởng. Amen. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Điểm kế tiếp là chúng ta sẽ trỗi hơn về tính liêm chính và đạo đức. Tôi thích chỗ này lắm. Trong câu 4, chúng ta đọc lại trong câu 4. Và hai vị quan đại thần này cố gắng tìm một cái lỗi của Daniel. Không có chịu ở yên đâu, cứ nhìn qua nhìn lại, mình là đại thần rồi, mình trên tới 120 ông thống đốc lận, mà mình chưa có chịu yên nữa, mình cố gắng mình có cái gì đây nữa, mà bây giờ thấy ông Daniel được đề bạt lên, bây giờ mình muốn mình chứ không phải ông Daniel. Nhưng bây giờ họ tìm cái lỗi nào của ông Daniel. Tôi không biết là quý vị có thường bị người ta soi giống như vậy không, và lát tìm sâu không tìm kiếm những cái lỗi của chúng ta để mà làm khó khăn cho chúng ta đó. Nhưng mà họ nói rằng Daniel là một người trung thành, không tham nhũng và không có lỗi làm gì hết. Chúng ta đọc ở trong cái bản dịch cũ thì không có cái chữ, mấy cái chữ tham nhũng, nhưng mà ở đây thì có chữ tham nhũng. Cho nên thưa quý vị, Daniel là một người rất là đặc biệt, khác hơn những quan thần khác, bởi vì ông là một cái người trung thành với vua. Mà muốn trung thành với thu vua đó thì ông phải trung tín với Đức Chúa Trời. Cho nên đó là lý do tại sao á mà tin lành phải được giảng ra khắp đất cho muôn dân, để khi mà họ có Đức Chúa Giêsu trong đời sống của mình đó, thì Chúa biến đổi họ từ người xấu mới thành người tốt, từ người tham nhũng quen rồi á mới trở thành người ngay thẳng. Cho nên tin lành phải được giảng cho các chánh phủ là như vậy. Chúng ta nhớ chúng ta cầu nguyện không? Xin Chúa thăm viếng cứu những người quan chức ở trong nhà nước, bộ máy nhà nước, nói chung các quốc gia này cũng vậy. Và nhớ trong cuộc đời của một siêu rang hớt băng kia, ông có cái khải tượng rằng cả Phi Châu được cứu, xin huyết của Chúa rửa sạch cả Phi Châu. Và trong những cái chuyến ông đem 50 triệu người về với Chúa nha, 50 triệu người về với Chúa qua cuộc đời của ông giảng tin lành. Rất nhiều người đã đến với Chúa, và trong đó có những nguyên thủ quốc gia. Tôi nhớ có một lần ông đến Uganda, nơi đó chiến tranh, và ông đã giảng tin lành ở đó, hàng trăm ngàn người đến để nghe tin lành. Rồi sau đó ông tổng thống Uganda tin Chúa. Rồi Rwanda nữa, tôi không biết Uganda với Rwanda có giống nhau không? Thì giống như chúng ta thấy nó, cái tên nó giống nhau. Rồi cũng tin Chúa, các nguyên thủ Nigeria cũng tin Chúa trong thời của ông. Và khi họ tin Chúa đó, thì đất nước của họ đó không có nhiều cái hạn hán xảy ra nữa.
cào cào không còn đến ăn sướng nữa. Điều này có thật đó quý vị. Cho nên lời của Chúa làm sao mà qua hội thánh chúng ta phải tiếp cận cộng đồng á, những người chung quanh chúng ta phải biết về Chúa. Không chỉ thế mà còn chánh phủ nữa. Bởi vì khi mà chánh phủ tin Chúa đó thì không còn tham nhũng nữa, không còn gian lận nữa, không còn cưỡng bức nữa. Tôi không có chỉ trích chính phủ nào hết, nhưng mà ở đây nè, ở cái vấn đề là chỗ này nè, chính phủ nào mà có Daniel thì may mắn lắm, phải không? Ai đang may mắn đây? Darius được may mắn lắm. Nói gần gần hơn, hội thánh nào mà có những cái người quản nhiệm, mà những người quản nhiệm mà có những cái người phụ tá mà kính sợ Chúa như Daniel á, ông quản nhiệm nó cũng may mắn nữa. Tôi cầu nguyện Chúa để cho những người mà phụ tá trong tương lai của tôi đó là những người có tố chất tốt như Daniel vậy. Bởi vì thưa quý vị, cái sự tham nhũng nó không có từ chối ai chứ. Khi mà không có tin kính Chúa rồi nó thì nó ở trong đời sống của mình, nó tham dễ lắm, bị tham lợi dễ lắm. Cho nên đây Daniel là một cái người trung thành, không tham nhũng và không có lỗi lầm gì. Bây giờ thử quý vị suy nghĩ trong cuộc đời của chúng ta đó, trong cái công việc tham gia xã hội của chúng ta hàng ngày á, chúng ta có ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng ta đó về cái lòng trung thành của chúng ta không? Về cái sự không tham tiền của chúng ta không? Và chúng ta có chứng minh cho họ rằng chúng ta không có lỗi lầm gì trong cái cuộc sống hàng ngày không? Và họ chắc chắn là họ nói là người đó tốt lắm, người đó hiền lắm, người đó không có nói tụng tiểu, không có nói bậy. Tôi nhớ từ lúc tôi còn nhỏ đó, ở trong xóm tôi mấy đứa bạn của tôi bây giờ nó lớn, nó có gia đình, nó là ông ở trên rồi, 50, 60, thì nó nói hai anh em chúng tôi đó là sau này bây giờ đi theo hai anh em của Đông Sơn á, tại vì tôi tên Đông, em tôi tên Sơn, hai anh em của Đông Sơn á chết nó lên thiên đàng á, nó tốt lắm. Cái mình cũng mắc cỡ tại mình còn nhỏ mà nó đi trêu mình vậy. Nhưng mà mình về sau mình suy nghĩ á, là tại vì chúng tôi không có chửi bậy, chúng tôi không có chửi thề, chúng tôi không có dằn vặt như tụi nó. Cho nên tụi nó đi ngang qua nhà chúng tôi, tụi nó nhìn vô, tụi nó thấy mấy anh em đó là tin Chúa mà mốt chết nó lên thiên đàng. Mới bị lớn thôi mà chúng tôi đi nhà thờ, Chủ nhật là chúng tôi đi nhà thờ, chúng tôi không có chửi bậy, không có chửi thề. Mấy bé nhỏ như vậy thì đó là một cái sự ảnh hưởng, quý vị thấy không? Tôi chỉ nói ví dụ mà có thật. Cái tuổi trẻ của chúng tôi là như vậy, tôi và em tôi như vậy. Thì bây giờ chúng cũng vậy, khi chúng ta ra xã hội, chúng ta hoạt động, chúng ta làm việc ở ngoài, ở ngoài chỗ chúng ta tham gia xã hội đó, thì người ta cũng sẽ nhìn đâu, người ta cũng sẽ thấy những cái đức tính tốt của chúng ta, giống như đức tính của Daniel. Như vậy thì rõ ràng là khi Chúa ở cùng chúng ta đó, thì chúng ta sẽ trỗi hơn về tính liêm chính và đạo đức. Khi Chúa ở cùng chúng ta đó, thì chúng ta sẽ trỗi hơn các đồng bạn về sự tài trí và sự khôn ngoan. Quý vị kiểm tra đi, chúng ta đang ảnh hưởng với những người đồng bạn chúng ta cái gì? Chưa kể đến sắc đẹp của quý vị nữa đó. Cái sự sáng ở trong quý vị, sao nhìn cái cô đó, cô sáng, sáng láng quá. Tôi thì được nhiều người khen là sao cho nhìn ông sáng quắc gì. Thì đúng rồi, nhìn chán tôi là bị sáng quắc gì nữa. Không, nhìn khuôn mặt ông sáng quắc à. Tôi nói mình biết. Tại vì mình gần Chúa thì mình sáng quắc. Mặc dù mình đi tắm biển mình đen thui, nhìn ông cũng sáng quá à. Tại vì cái sự sáng ở trong chúng ta đó, chúng ta có Chúa đó, chúng ta ở gần Chúa đó. Cho nên đến nỗi mà trong Kinh Thánh là ông Môi-se là phải lấy cái mạng che mặt ông lại. Không phải là chúng ta cố gắng để được như vậy, nhưng chúng ta càng gần Chúa đó thì chúng ta càng phản ảnh cái sự sáng của Chúa, cái điều tốt của Chúa ra cộng đồng của chúng ta. Tôi chỉ nói như vậy để quý vị suy nghĩ về cái sự ảnh hưởng của chúng ta với xã hội như thế nào, đến những người xung quanh chúng ta như thế nào. Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài làm chọn làm cơ nghiệp, mình có phước thay. Tin lành phải được giảng ra cho một quốc gia, một dân tộc, một xã hội, một gia đình. Gia đình là đơn vị nhỏ nhất của xã hội. Tin lành phải được trao giảng ra cho tất cả mọi người để được họ được biến đổi. Và chúng ta sẽ góp phần trong việc chúng ta ảnh hưởng tới xã hội là như vậy đó quý vị. Điều thứ hai chúng ta học, tay Chúa ở cùng chúng ta. Điều thứ hai là tay Chúa giải cứu chúng ta, không chỉ Ngài ở cùng đâu, mà Ngài còn giải cứu chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta thấy một người có cái sự bình an ở bên trong, người đó chính là ông Daniel. Hay ông quan đại thần này không có muốn ở yên, quý vị thấy rồi. Họ ganh ghét với Daniel và tìm cách để hãm hại ông. Bọn họ nham hiểm tới mức xâm phạm vào đời sống đức tin của ông Daniel nữa. Họ nói trong câu 5 đó quý vị, chúng ta đọc lại trong câu 5. Chúng ta không thể tìm ra rỗi lầm nào của ông Daniel này, hầu tố cáo ông ấy cả.
Trừ phi chúng ta đi tìm những sơ hở của ông ấy trong việc giữ luật của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ở đây một người giữ đời sống đạo đức như Daniel, nó cũng có cơn bão xảy đến. Cho nên cái chuyện mà chúng ta sống nhân đức trong Chúa mà chúng ta bị bắt bớ như Timothée nhì có nói đó thì nó là điều hiển nhiên thôi. Nhưng mà hãy nhớ rằng cái giữa tâm bão á, chúng ta có sự bình an. Daniel là một người ở giữa tâm bão lúc bấy giờ. Đi ra gặp mấy ông kia không thèm nhìn luôn á, ghét lắm. Hoặc là bắt tay nhưng mà ở trong là coi như là chỉ súng, chỉ dao đủ thứ, nếu được cả dày Daniel liền. Chúng ta có bị đối diện với những điều đó không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta được bình an. Từng rồi thì tôi có đăng lên trên Facebook một cái hình ảnh rất là tuyệt vời, một cái video, một chiếc tàu á, nó nổi lên ở giữa biển khơi, giữa bão tố nó vẫn nổi, nó vẫn nổi bình bồng trên sóng biển, nó vẫn nổi hay lắm. Chúng ta xem những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đó, dù bão tố như thế nào nó vẫn bình bình, máy bay vẫn xuống được. Họ nghĩ ra hay lắm, họ làm sao mà nó cân đối lắm, chiếc tàu không bị chìm được. Nhưng mà chiến hạm á, có thể chìm á, nếu như họ mở những cái khoang để cho nước vô. Mà mở quá đó, thì bắt đầu nước nó vô và nó làm cho chiếc tàu nó chìm, mà chiến hạm nó chìm. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta ở giữa bão tố vì bão tố. Cứ tới đi, nhưng mà chúng ta vẫn nổi lên. Vì sự bình an của Chúa ở trong chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta bắt đầu mở những cái cửa sổ của tâm hồn ra. Chúng ta chấp nhận nó. Cái điều này đúng nè. Tại sao mình khổ vậy? Tại sao vậy? Tại sao con xấu số, con không giống người kia, nó may mắn hơn con? Giờ sáng cô Diệm nói đó, Chúa cho chúng ta điều tốt nhất mà chúng ta không có nhận ra. Chúng ta đòi có liền không à. Rồi chúng ta cố gắng, chúng ta bươn chải, chúng ta bon chen để chúng ta có. Và cuối cùng thì chiếc tàu nó chìm. Bởi vì chúng ta mở cửa ra và sóng ập vô, bão ập vô, gió ập vô. Và chiếc tàu tự nhiên nó chìm sao? Tại vì nước nó vô tàu và tàu chìm. Đơn giản như vậy. Cho nên làm sao để Daniel có cái sự bình an ở trong chỗ này? Kinh Thánh nói rằng có một cái chiếu lệnh của vua, bởi những cái người xấu này đã nói, đã tâu với vua rằng: Chúa, vua ơi, cho trong vòng bao nhiêu ngày đó thì sẽ chỉ cầu nguyện với vua thôi. Và Daniel khi mà nghe cái chiếu lệnh đó mà ông vua thì cũng lạ thiệt, tại lúc đó đâu có tin nhắn, điện thoại, email nhắn qua nhắn lại để hỏi, để kiểm tra đâu. Ông vua thì nghĩ rằng Daniel này có Đức Chúa Trời thôi, thì ông không có để ý đến chuyện đó. Và ông nghĩ rằng, tại vì quý vị biết rằng trong cái văn hóa của phong kiến, đặc biệt là lúc bấy giờ đó, các vua đó họ thường cho phép dân chúng thờ phượng mình như là một vua, cho nên có cái chữ là hoàng thượng đó. Hoàng thượng là con của trời đó, ai thờ mình cũng được. Vua thì nghĩ là chuyện này bình thường. Và ông biết rằng ông đã gật đầu, ông ký cái sắc lệnh đó, thì Daniel là người dính đầu tiên vì thấy cái chỗ này. Và ông vua đã ký một cái sắc lệnh. Và Daniel, Kinh Thánh nói rằng ông Daniel thật là tuyệt vời. Quý vị, tôi trở lại với cái bản văn này để chúng ta đọc. Khi mà có cái sắc lệnh đó, lúc đó sau khi Daniel biết văn bản của sắc luật đã được vua ký, ông về nhà, lên phòng trên lầu, nơi có các cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần, ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời của ông, như ông vẫn thường làm từ trước cho đến bây giờ. Quý vị ơi, đáng lẽ nếu mà chúng ta trong cái câu chuyện này, chúng ta làm gì? Thôi bây giờ đáng lẽ mỗi ngày mở cửa sổ thì giờ đóng thì đâu ai thấy. Chính vì cái chuyện mở cửa sổ cho nên mấy cái kia leo lên cây, không biết mấy ông kia leo lên cây. Rồi có ông giờ không nhìn vô, thấy Daniel vẫn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Mấy lần? Quý vị cầu nguyện mỗi ngày mấy lần? 3 lần. Có người nói ngày tôi cầu nguyện 3 lần, mỗi lần 2 tiếng. Wow! Tại vì họ ăn cơm á, họ cầu nguyện. Tại ngày ăn cơm 3 lần thì cầu nguyện 3 lần. Mỗi lần 2 tiếng là amen. Rồi xong. Amen là 2 tiếng. Cầu nguyện 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 tiếng. Amen. Hay là tôi cầu nguyện 4 tiếng luôn á. Hallelujah. Xong. Mà Daniel một ngày cầu nguyện 3 lần. Nghe sắc lệnh đó, Daniel mở cửa hướng về cửa sổ như thói quen, vẫn cầu nguyện. Tôi thích cái chỗ không biết sợ ai của Daniel á, chỉ biết sợ Chúa thôi á. Dĩ nhiên chúng ta đừng bất cần. Daniel ở đây không phải là sống bất cần nha. Quý vị nhớ điều này, chúng ta là con gái Chúa, đừng bao giờ thể hiện sống bất cần. Tôi là vậy đó, tôi không muốn vào thiên đàng đâu. Tôi nghe rồi đó.
mặc dù người đó yêu mến Chúa, tin kính Chúa, nhưng mà không chịu đâu, tôi vậy thôi, tôi đi địa ngục sướng hơn. Đó là bất cần. Nhưng Daniel đã như thế nào thưa quý vị? Daniel kính sợ Đức Chúa Trời. Quý vị ơi, ông vua ơi, ông bắt tôi phải thờ ông, nhưng mà thưa ông, chính vua cha của ông nội ông, vua của ông, bạn của ông đã từng nói với tôi, đã từng cho ông biết rằng tôi có Đức Chúa Trời và chính đó là đấng mà tôi thờ phượng. Cho nên Daniel không sống bất cần, nhưng mà ông sống cần Đức Chúa Trời. Ông yêu mến Đức Chúa Trời và ông vẫn trông đợi nơi Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta đang nói đến ở đây quý vị. Kinh nghiệm sự bình an bên trong. Cho nên khi chúng ta bỏ qua cái sắc luật của vua mà chỉ để quan tâm đến cái huấn lệnh của Chúa thôi, huấn lệnh của Chúa là lời của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta có sự bình an thưa quý vị. Philip đoạn 1 câu 27. Như anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi gắn mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, và sự chẳng để cho kẻ thù nghịch hăm dọa mình. Vì khi mình làm bậy á, mình phạm tội đó, thì người ta bắt cái thóp của chúng ta. Ma quỷ cũng vậy đó, nó nhử chúng ta phạm tội rồi nó bắt cái thóp đó đó, nó kiện cáo chúng ta. Chỉ bằng bây giờ chúng ta làm gì? Ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Đấng Christ. Nếu chúng ta ăn ở ngay thẳng thì lẽ làm gì sợ, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta làm điều ngay thẳng thì lấy gì chúng ta sợ? Đó là lúc chúng ta có sự bình an khi mà tai họa ập đến trong chúng ta đó. Chúng ta có sự bình an thưa quý vị. Điều kế tiếp là tay Chúa giải cứu chúng ta. Tay Chúa đã giải cứu Daniel cũng như Ngài đã giải cứu ba bạn của ông. Cách đó tôi nghĩ chắc cũng khoảng 30-40 năm trước, khi mà họ còn là những thanh niên, khi mà họ đến Babylon á, họ còn là thanh niên, thì hôm nay Nebuchadnezzar đã một cái biến cố xảy ra cho ba người bạn của Daniel. Ông đó không có nói Daniel, thì ba người bạn đó bởi vì không quỳ xuống cái tượng mà bên Nebuchadnezzar dựng lên 30-40 năm trước, thì ba bạn của họ là những người trẻ đó, ba bạn của Daniel còn là những người trẻ đó đã bị quăng vào hồ lửa rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời có để họ chết trong đó không? Không. Ông vua, chính ông đã phát hiện ra cái người thứ tư đứng ở trong cái ngọn lửa hừng đó, trong cái lò lửa mà đốt gấp nóng gấp 7 lần đó, chính là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông ta đã nhìn ra được chân lý ở trong lửa. Và thưa quý vị, lửa chẳng thể hù nhét và làm hại người khác được, làm hại cái người mà kính sợ Chúa được ở đây. Daniel về nhà, lên phòng, lên lầu, nơi đó có cửa sổ mở hướng về Jerusalem. Mỗi ngày 3 lần ông quỳ xuống cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời. Hãy học tập cái gương của Daniel. Không có để kẻ thù chúng ta làm cho chúng ta sợ hãi nha quý vị. Nhớ điều đó. Hãy vững tâm vì chúng ta là con người của mặt Chúa. Đừng để bị người khác hù dọa, trù dọc. Tiếp tục vững tin nơi Chúa và phục vụ Ngài. Đừng để người khác bắt nạt chúng ta. Đừng để người khác bắt nạt chúng ta. Bởi vì chúng ta có Chúa trong đời sống của mình. Có sự bình yên, bình an của Chúa. Dù xung quanh mình không còn ai nữa, không còn ai phù hay không còn ai hỗ trợ mình nữa, thì mình biết rằng Đức Chúa Trời vẫn ở với chúng ta. Quý vị nhớ rằng trong câu chuyện Chúa Giê-xu, khi mà một trong những người hầu như là hết luôn, trước khi các môn đồ lìa xa khỏi Chúa đó, trong cái đêm mà Chúa bị nộp á, thì có một số người, một số môn đồ, một số người đoàn dân theo Chúa bắt đầu bỏ, khi mà họ nhận ra vấn đề là Giê-xu này chỉ là Giê-xu thôi, còn nghe nói rằng ông sắp sửa bị người La Mã đóng đinh, hành hình, bắt vào tù nữa, cho nên không phải là vua đâu, và họ đã từ Chúa và họ đi khỏi Chúa. Kinh Thánh cũng nói rằng Chúa buồn về những việc đó. Nhưng đó không phải là lúc Chúa bỏ cuộc, Ngài bỏ cuộc đâu quý vị. Bởi vì Ngài có biết được cái sứ mạng của Đức Chúa Trời giao cho Ngài, và Ngài đã đi đến cuối cùng, hào gương của Chúa Giê-xu chúng ta. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tan ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ ra sự bao giảng nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Những người đó là ai vậy? Những anh hùng của đức tin trong cựu ước và trong tân ước nữa quý vị. Cho đến cái thời điểm mà sách Hebrew viết ra, đã có nhiều người tử tù, tử nạn, tử đạo vì Chúa, trong đó có Ê-tiên nữa quý vị. Quý vị nhớ Ê-tiên không? Và Kinh Thánh không có chi cách chỉ nói đến Ê-tiên thôi, nhưng mà Sao-lơ trước khi trở thành Phao-lô, ông đã được cái giấy mà đi giết rất nhiều người gọi là Cơ-rê-tiên lúc bấy giờ theo Chúa. Chúng ta nhớ, chúng ta đọc ở trong đoạn 8, đoạn 9, chúng ta thấy Sao-lơ trước khi ông được Chúa cứu, ông là Phao-lô đó, thì ông cũng đã dự phần và giết rất nhiều những người theo Chúa.
Kinh Thánh nói đây là họ thắng được những điều đó. Bởi sao? Bởi vì họ có sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Để tôi hỏi quý vị nha, ngày kia mà chánh phủ ví dụ như quý vị có một cái lệnh là không được thờ phượng Chúa ở hội thánh vườn nho nữa, vâng, nói gần gần luôn đi, sẽ không được dịp kéo màn nữa, không được dịp sắp chế như Chúa Diệu nữa để cho Chúa Diệu thức dậy, rồi không được dịp chỉnh âm thanh, không được dịp gì nữa, thì chúng ta có nghe không? Chúng ta có bỏ cuộc luôn không? Chúng ta phải tìm cách chứ, lén lén tới nhà cô Snow để cầu nguyện, miễn là cô mở cửa cho mình lén lén vô. Chúng tôi đã trải qua những ngày đó rồi, thưa quý vị, bị bắt chỗ này chúng tôi chạy qua chỗ kia. Chút đêm kia tôi gọi điện thoại về, tôi báo cho vợ tôi biết rằng tôi đang ở đồn công an, hình như là quận Thị Nghè, quận mấy, quận một hả? Quận một. Họ bắt tôi, và lúc đó thì vợ tôi cũng lo lắng lắm, và tôi còn bồi thêm câu nữa là tôi với ba vợ tôi chắc vợ tôi lo cho hai cha con luôn, cho nên vợ tôi lo lắng ở nhà thì cùng với mẹ tôi chuẩn bị để mà cất đi một số những cái giấy tờ cũng như là Kinh Thánh, chúng tôi tích trữ Kinh Thánh trong nhà đó, thì rất là nhiều quyển Kinh Thánh thì không có tốt, cho nên nàng rất là thông minh, nàng tích trữ sau này tôi kiếm không được luôn, nàng cất, nàng đi giấu làm sao tôi kiếm hoài không được. Nàng đã hợp tác với tôi, lúc đó khó khăn lắm, và chúng tôi không có bỏ cuộc, chúng tôi vẫn chạy từ chỗ này qua chỗ kia, nghe ở đâu nhóm chúng tôi chạy đến chúng tôi nhóm. Tại sao vậy? Tại vì Đức Chúa Trời có sự bình an ở trong đời sống của chúng tôi. Amen. Cho đến ngày hôm nay tôi mới được đứng giữa quý vị, chứ không thôi ngày hôm nay quý vị thấy tôi không còn đứng đây nữa, quý vị ha. Cho nên tay Chúa giải cứu chúng ta đó. Amen. Là Chúa giải cứu chúng ta khỏi lửa, khỏi kẻ thù nghịch chúng ta, không ai hù chúng ta được hết á, không làm hại được chúng ta. Cảm ơn Chúa, và tay Chúa vừa giúp chúng ta đi nhanh phần này. Ông Daniel đã đưa ra hai thông điệp trong cuộc trò chuyện rất đặc biệt này. Tay Chúa vừa giúp như thế nào? Từ dưới hang sư tử, dưới đáy hang luôn quý vị. Ông vua, ông rầu rĩ, ông đến, ông ngủ không được. Rồi ông chạy sớm, tại vì mặt trời vừa ló dạng, ông chạy nhanh ra cái chỗ cái hang sư tử mà nó bị bỏ đói nhiều ngày. Bỏ một con ngồi Daniel 80 xuống, không biết còn gì để ăn không, chứ thôi cũng có để cho nó ăn. Bỏ xuống cái là Kinh Thánh cũng nói rằng những cái người mà hại Daniel đó, cuối cái đoạn 6 này đó, thì Kinh Thánh nói rằng những người đó chưa có chạm dưới đáy hang nữa, sư tử nó bay lên nó vồ rồi. Quý vị về quý vị đọc cái đoạn 6 này đó, thật là tuyệt vời quý vị. Thì ông rầu rĩ, ông nói chuyện, ông nói xuống dưới, ông hỏi Daniel, người còn sống chăng, mạnh giỏi không? Nói cho có thôi, như tôi bắt đầu câu chuyện hôm nay. Thì Daniel đã có hai cái thông điệp cho ông. Ở đây chúng ta bắt đầu nói đến điều này. Hạ thần chẳng làm gì sai. Hạ thần không có làm gì sai hết. Nếu mà chúng ta nghe một người nói từ đáy lòng cái điều này đó, chúng ta suy nghĩ đi. Có cái gì đó không ổn giữa mình với người này. Tôi không có làm gì sai hết. Tại sao vua lại quăng tôi xuống đây? Ông đã bày tỏ trong Darius hay rằng lý do ông còn tồn tại qua một đêm dưới hang sư tử là vì ông thực hiện công lý. Quý vị có thể thực hiện công lý ở trong xã hội, trong gia đình chúng ta mỗi ngày. Công lý là làm theo lời của Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài, không có làm ngược lại với những gì Chúa dạy chúng ta. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta chấp nhận cho điều đó nó đến trong đời sống của mình. Ngay cả mình còn không thực hiện công lý cho mình nữa, làm sao mà mình có thể giải giúp cho người khác thực hiện công lý được. Cho nên thưa quý vị, ông Daniel đã thực hiện công lý, đó là tôi thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chánh đáng thưa vua. Tôi là một người không tham nhũng thưa vua. Tôi làm gì sai ở đây? Ông dạy cho ông vua nhận biết rằng chỉ có những người kính sợ Đức Chúa Trời thì mới có khả năng làm công lý, mới thực hiện được công lý thưa quý vị. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta sống thánh khiết, sống thực hiện công lý, bởi vì chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời. Chính Ngài thay đổi chúng ta thì chúng ta mới có thể làm điều công lý được. Ông sống công bình đúng như những người đồng nghiệp đã tâu. Những người đồng nghiệp tâu á, tâu đúng không à? Bởi vì ông đâu có cái gì sai đâu. Chỉ có một cái trong luật pháp của Đức Chúa Trời là không được quỳ gối trước các thần tượng, mà Daniel cãi lại. Mà cãi lại là cãi đúng á, tại vì ông đang thực hiện công lý mà. Ngày hôm nay khi chúng ta cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta đang thực hiện công lý đó. Bởi vì Chúa đâu có muốn ai bệnh đâu.
Nếu mà quý vị nói Chúa muốn bệnh á, Chúa muốn mình bệnh á, đừng ra tiệm thuốc tây mua thuốc. Bởi vì chúng tôi bệnh đi ra tiệm thuốc tây mua thuốc làm gì? Cho nên Chúa dùng các phương tiện đó để chữa lành cho chúng ta. Và trước khi chúng ta được chữa lành như vậy thì hãy kinh nghiệm sự siêu nhiên của Chúa. Và những người thực hiện sự siêu nhiên đó, đó là chúng ta đang thực hiện công lý cho Đức Chúa Trời. Đó là phiền công lý. Chúng ta đem một người từ sự chết để sống lại, từ sự ke ma túy được giải cứu thành người thánh của Chúa. Chúng ta đem một người xấu xa, yếu đuối, bại hoại trở nên một người thánh nhân cho Đức Chúa Trời, một thánh nhân cho Đức Chúa Trời. Chúng ta được thực hiện công lý đó. Mà bị bỏ vô hang sư tử thì đừng có ngạc nhiên. Một ngày kia sư tử hà đông chung quanh không à. Tôi nói là những người mà gian ác, những người mà làm hại chúng ta đó, chung quanh nhiều lắm, họ hại chúng ta, thì đừng có ngạc nhiên bởi vì chúng ta ở trong cái câu chuyện này nè. Nhưng mà nhớ một điều rằng tay Chúa vừa giúp, cho nên sư tử không tấn công được, nó chỉ lo roi thôi, nó chỉ gầm gừ thôi, nhưng mà Chúa bảo vệ chúng ta. Có câu chuyện trong Thiên Lộ Lịch Trình đó, khi mà cái người đó tên là Cơ Đốc Nhân, khi mà ông đi vào thiên thành, trên đường tiến tới thiên thành thì có một cái cổng mà ông phải đi qua. Cái cổng đó có hai con sư tử cột ngay cái cửa cái thành đó, quý vị có dám đi vô không? Hai con sư tử mà nó bị cột nha, nó gầm thét đồ dữ lắm. Nhưng mà Chúa trong cái câu chuyện đó có một cái tiếng nói hướng dẫn ông rằng chỉ cần đi thẳng như này này, giống như cảnh sát mà coi đừng có bị ai mà say rượu là đi không được, không đi thẳng được, đi quẹo à. Cho nên Cơ Đốc Nhân đừng có say rượu nha. Bây giờ đi thẳng nè, đi thẳng vào cái chỗ giữa thôi. Hai con sư tử nó làm dữ lắm, mà nó chỉ tới cái chỗ này là hết rồi. Tại vì chúng ta đi giữa, đi thẳng mà đi giữa. Đó là những người thực hiện công lý á. Đi quẹo cái chết ráng chịu, đi quẹo cái chạy ráng chịu, đi quẹo cái là hy sinh cánh tay ráng chịu à. Phải không à? Cho nên rõ ràng ở chỗ này nè, thần không có làm gì sai, thần đang thực hiện công lý. Bao nhiêu người cho chúng ta thực hiện công lý, bao nhiêu chúng ta thấy người khác nói bậy chúng ta chỉnh lại, đó là chúng ta đang thực hiện công lý cho Đức Chúa Trời đó quý vị. Chúng ta có thành thật và giản dị nói như Daniel không? Nếu chúng ta chẳng có làm gì sai thì tay Chúa vừa giúp là điều hiển nhiên. Dạ quý vị, Philip đoạn 1 câu 27, như anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đức Christ, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Chúng ta đừng để cho ma quỷ kiêng cáo chúng ta, vì chúng ta đi thẳng, tức là nghiệp công lý đúng với lời của Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ điều đó. Cuối cùng, lẽ sống của Daniel vẫn là nhân đức và kính sợ Chúa. Đây là điều không thể chối cãi được. Đức Chúa Trời của hạ thần đã sai thiên sứ của Ngài đến bịt mồm sư tử. Vì thế chúng không làm gì hại đến hạ thần, vì Ngài đã thấy hạ thần vô tội trước mặt Ngài. Ai trong chúng ta nói thưa Chúa con vô tội trước mặt Ngài? Có một người, đó là Daniel. Rõ ràng là con đâu có làm cái gì đâu, mà tại sao những cái chuyện đó xảy đến thưa Chúa của con? Chúng ta có quyền đối nại với Chúa về điều đó để chúng ta nghe Chúa dạy chúng ta tại sao chúng ta ở gặp cái sự hoạn nạn này. Daniel là một người cầu nguyện một ngày 3 lần mà ông còn bị quăng vào hang sư tử. Quý vị không có cầu nguyện lần nào mà quý vị bị quăng vào hang sư tử mà còn ngạc nhiên nữa thì quá ngon rồi, quá dữ dội rồi. Có thể nói gì như Daniel không? Một người cầu nguyện 3 lần mà con bị thử thách, mình không có cầu nguyện lần nào mình bị thử thách mình la ầm sùm hết, con có được không? Không được. Phải nói là không được, đúng không ạ? Cho nên ý tôi nói rằng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta còn bị thử thách thì đừng có ngạc nhiên, bởi vì Daniel là một người đầy ơn của Chúa mà còn bị thử thách. Nhưng mà cuối cùng thì tay Chúa vừa giúp cho ông để ông ra khỏi. 3 điều chúng ta học ở đây: tay Chúa ở cùng, tay Chúa giải cứu, tay Chúa vừa giúp. Đó là cuộc đời của Daniel. Và xem chúng ta có trong câu chuyện này không. Xin mời quý vị cùng đứng lên để chúng ta cầu nguyện cho này.